LED 8-16 full có thể sử dụng làm các mạch điều khiển LED vẫy, mạch LED quảng cáo và các ứng dụng LED tùy theo sáng tạo của bạn. Về chi tiết cấu tạo thì mạch sử dụng vi điều khiển AT89S52 với mạch nạp DSP có thể dễ dàng nạp và điều chỉnh chương trình. Mạch có sử dụng hai con IC74HC245 để mở rộng các cổng. Chúng ta có 16 cổng từ 1 đến 16 với mỗi cổng có một LED báo. Sử dụng một con tip 41C để nâng cao công suất và một con KF762 để dễ dàng kết nối ra mạch điều khiển LED. Mạch của chúng ta có thể dùng các nguồn như DC 5V hoặc DC 12V. Mạch có một nút reset để reset lại trạng thái của điều khiển LED. Có các con trở dụ con IC nguồn để đảm bảo cho mạch hoạt động tốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.